Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ủa sao mọi người xìu quá mọi người vui lên xíu được mọi người. Vui lên mọi người. Vui quá, cái gì mà vui, sao vui. Trời ơi, hôm nay bọn mình vui quá các bạn ơi, được nhốt trong nhà tù màu xanh luôn, quá đỉnh luôn, trời ơi, quá là xịn. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay nè, anh em Hero Team bọn mình hiện tại đang ở trong một cái nhà tù màu xanh nha bạn nha. Đó, thì có rất là nhiều bạn xem cái video mà vượt cái nhà tù màu tím lần trước của mình á. Có nhiều bạn bảo là anh Phong ơi, anh Phong hãy làm một video vượt nhà tù màu xanh đi. Màu đỏ nè, màu hồng, màu vàng, nói chung nhiều màu lắm. Cho nên là ngày hôm nay mình lại tiếp tục với vượt nhà tù màu xanh nha bạn nha. Và nếu như bạn nào muốn mình vượt nhà tù màu gì nữa thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết và mình sẽ cùng nhau vào chơi với nhau nha. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi nào. Cái gì Sam? Ủa, cái nhà tù gì mà xanh lè xanh lét, cái con bò chét hay có khi nào nhà tù có mui không nè? Có khi nào nhà tù này do ca mui xây ra không ta? Phải mui không mui? Có chị đúng không chị? Thì lắm con âm đập này mà đâu có đập được đâu. Trời ơi, ok bạn ơi. Vậy thì bây giờ trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi thì đầu tiên á, chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi cái phòng tù này. Sau đó bọn mình sẽ đi đến những cái chỗ thử thách khác để bọn mình thoát khỏi nguyên cái nhà tù luôn nha các bạn nha. Thì anh em đi vòng vòng coi, nhìn xung quanh coi, xung quanh có gì không anh em? Đi vòng vòng kiểm tra coi. Nhà tù màu xanh không chơi ơi. Được, cái màu xanh là chịu à. Trời ơi, có gì trong đây không? Không có gì hết trơn vậy. Không có nhìn nữa. Cái gì đâu? Sao có gì? Ủa gì vậy? Đó, đứng nhìn có gì không? Ui, có cái đường nè. Wow, một cái bình thuốc hiệu ứng, cái này là cái gì ta? Ủa, để em xem coi. Bình thuốc này. Ồ, hình như là bình thuốc này nó sẽ cho chúng ta sức mạnh hay sao á. Ủa mà sức mạnh để làm gì trời? Để đập cái cửa ra hả? Đây, để thử đi Phong, thử đi. Ok đâu, để tôi thử, mọi người tránh ra tôi thử phát nè. Đập cái bình xuống như là ok là tôi có sức mạnh này đúng không? Đập thử coi. Ủa hình như đâu đập được đâu. Bị lừa rồi. Ủa gì giờ sao? Biết không kêu đi đánh nhau chứ trời ơi, cái gì vậy trời ơi. Có khi nào bình thuốc để quăng dưới đây không? Có khi nào vậy không? Có cái nào vậy không? Không biết. Từ từ từ, để em xem coi. Hình như ở trên đây nó có cái. Đi kiếm thêm đi. Từ từ. Ở trên đây em thấy có block đá đỏ nè, hình như là mình phải leo trên đây nè. Mọi người tránh ra đi, em xem coi. Sao đẩy được đây? Phong uống thuốc nó không đẩy được. À, vậy là mình uống cái thuốc này vô là mình có thể đẩy được cái block này nha bạn nha. Đây, để mình đi vô trong đây coi bên trong đây có gì không nha bạn nha. Ủa, sao không có gì trong vậy? Ui. Nó xuống rồi. Ừ, nó tự rớt xuống đây luôn. Hình như là tôi mới vừa đẩy cái block đá đỏ rơi xuống dưới đây nè bạn. Ơi, mình lấy được nè bạn. Ủa giờ mình làm gì vậy? Là... ai biết. Ủa, không ơi. À, hay là mình để vô hôm nay ta rô tránh ra coi em xem coi. Ủa. Được không? Ủa sao biết nó phát rồi? Ồ, khác gì hả? Ui. Ôi, cửa mở nè, hợp lý. Yeah. Hay quá. Rồi phòng đồng minh đó Phong ơi. Đâu đâu. Ủa bên trong mấy cái đường này có gì không? Ôi, có cục sắt nè. Một cục sắt. Còn gì nữa không? Ôi, bên dưới này. Oh, bên dưới này có một cái rương dấu ở bên dưới nè bạn ơi. Trời ơi, cái này làm sao qua mắt được tôi được. Tôi là Phong Cận nhưng mà tôi không bị cận đâu nha. Hả vậy? Mình nhìn mình thấy luôn á, mà sao bạn nhìn cái mình thấy liền luôn, hay thiệt chứ. Trời ơi, mặc dù là mình tên là Phong Cận nhưng mà mắt của mình cũng rất là sáng nha bạn. Không có, ủa mà hơi sai sai ta. À, tôi đeo kính. Rồi, hình như chỗ này thì mình phải bắt cua lên đây nè. Ui, ở trong kia nó có một cái nút, hình như là mình phải dùng cung tên bắn vô cái nút ra sao á. Có đâu. Ok anh em, để tôi xíu tôi bắn hụt thôi à. Bắn hoài vậy. Ơi rồi, trúng rồi nè. Leo đây được nè mọi người, leo đây. Ây da, đây ơi. Đây. Hay quá Phong Cận ơi, hay quá. Mọi người leo đi. Hay quá. Có gì? Đây nè, nhảy qua bên đây nè, sau đó hay nhảy qua bên kia sao hiểu không? Phong ơi, anh thấy được bầu trời giữa cục tù rồi. Hả cái gì? Có vậy là mình thoát game rồi hả? Mình phá đảo rồi hả? Cái đó đâu rồi. Trời ơi, ngọn cỏ ven đường nhưng không có được may rồi. Oh my god, làm ơn. Làm ơn cho bọn tôi ra ngoài đi bà. Trời ơi, rồi coi mũi tên rớt xuống. Ơi, trên đây có cái nút rồi nè. Ok, ủa trên đâu có cái nút? Trên cái lỗ nè, anh thấy cái lỗ có cái nút nè. À rồi, tránh ra để em bắn cho, hình như là phải bắn vô cái nút đó. Rồi, tránh ra nè, để em bắn nào, hoặc em bắn vô đầu anh á. Bắn anh nha. Ok. Xa thôi. Chúng chưa? Ê, như là từ nãy giờ đúng không? Xin lỗi. Em có bị hết cung á, coi chừng. Đó. Ở trên đây nó có một cái rương. Từ, để tôi leo tôi coi cái rương này có gì không. Quá trời hạt sắt luôn. Ủa, hạt sắt để làm gì ta? À, tự nhiên nó cho mình cục sắt với lại là hạt sắt để làm gì nha. Mọi người đi vòng vòng đi coi có gì đâu. Hạt sắt để
cái này á là trời tào lao chị, cái này là tài sản để mình đem về gì ơi, mình trốn à. Ủa cái giá tù mà con ơi, đứng đặt đồ miễn phí vậy, ngon vậy. Ủa bây giờ mình lấy mấy cục sắt này để mình làm gì mọi người? Siro biết làm gì không? Có khi nào nó để chế đây chế á chế cái miếng cảm biến bạn chế tạo cho mấy làm chế miếng cảm biến à, để mở cửa à, bạn chế tạo bấm vào đây à, chế miếng cảm biến hả, miếng cảm biến là ủa em mà cho, em là em hai cục sắt là hàng sắt à, đây 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 đây, ủa khoan từ, hình như nó không cho chế anh ơi nè. Ồ ủa khoan từ, vậy bây giờ mấy cục sắt này mình sẽ làm được cái gì giờ mọi người? Mày biết trời, cửa đồng não ơi, đồng não là cái cuốc đi, cái cuốc đi, cái cuốc đi, nhầm cái cốc em mà bây giờ mình phải có gỗ, cái gỗ đó là gỗ sao mình làm được? Bây giờ sao ta? Siêu sao thật sự. Tôi không chế được cái gì hết trơn á, hay là cục sắt này chế thành bộ áo giáp sắt. Làm gì? Ủa em đang có bao nhiêu cục sắt vậy? Nhiều lắm luôn á. Để tôi xem coi nó có chế được cái gì khác ngoài cái tấm dáng này không ta. Ui, nó chế được cái kéo mọi người, cái kéo nè. Wow. Hiểu rồi. Vậy là cái kéo này mình có thể cắt được cái cửa đúng không? Ủa không phải. Ủa vậy hả? Sai. Để mình lên trên đây mình coi lại coi trên đây nó có gì trên đó hay không. Tôi nghĩ là trên đó nó phải có cái gì đó để cho chúng ta đi qua. Từ để mình thử coi. Ok. Lên đây nè. Mọi người, ở chỗ này nó có một cái hàng rào. Đâu đây tôi thử coi. Đập được không? Đập được nè. Đập lên. Bấm vô mở cửa được không? Mở cửa nha. Nút. Khó bấm cái nút quá. Rồi bấm được rồi nè. Ui. Nó mở thêm một cái đường cho đây nữa. Thì mình phải leo đây. Từ mọi người để tôi bắt cua lên. Bắt cua lên. Ê, rồi tôi lên được nè, mọi người lên đi. Lên. Trời ơi. Tính ra là anh em mình cũng thông minh ghê á, vậy mà anh em mình sắp vượt ngục được luôn rồi nè. Trời ơi. Qua đây. Ủa? Sao lên được vậy? Cái đó nãy giờ nhảy hoài không lên được rồi. Đâu Sam lên thử rồi, Sam múa đi. Nè, coi hỏi cho em múa. Trời ơi, hỏi cho em múa không lên được không trời. Đó, múa lên rồi nè. Rồi tới lượt Sam, tới lượt Sam. Có anh Sam, từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Mẹ ơi, chạy thua hỏi cho em là sao em vậy? Em đừng bấm chạy, em chỉ bấm tiến thôi, nhảy thôi, đừng bấm chạy. Tiến nhảy. Ủa tiến nhảy có chạy đâu? Cái quy luật của là chạy cái sắc mép rồi bấm nhảy. Sắc mép rồi, ok sắc nhảy mép đúng không? Nhảy. Rồi bây giờ mình lên trên đây, mình coi trên đây có gì không mọi người, đi nhanh lên. Mình đi rồi. Khỏi nhà tù thì càng nhanh. Ui, có cái cửa bí mật nè. Có cửa bí mật nè mọi người. Đi qua đây. Trời ơi, cái nhà tù này nó hơi chật đó nha. Ok rồi, tôi qua được chỗ nào rồi đấy. Cái này là gì vậy? Ủa giờ mình làm gì tiếp mọi người? Ở trong đây có gì không? Trong đây không có gì hết trơn á. Cái gì đây ta? Sao anh? Chỗ này anh đúc cái đầu lên cho anh thấy được bầu trời lần hai. Ui, cái chỗ này cũng là một cái cửa bí mật nè. Nhưng mà làm cách nào bây giờ mình đi tiếp đây. Ủa, cái nút. Ủa, sao có cái nút này vậy? Ơi, cái nút này nó cho mình mấy cái bà lóc. Ông đang cầm bài lóc đúng không? À sao? Đây này, ở trên này chị thấy có màu này, em đặt màu vàng thì cùng bên trái, thấy không? À rồi, em đi thấy rồi. Bây giờ thế này đi, mui nhìn cái màu đó, mui chỉ cho em nha, để em đặt nha. Okay. Màu đầu tiên là màu gì? Vàng, bên trái trước nha, bên trái. Ok, bên trái vàng rồi. Phải đỏ. Đỏ rồi. Xanh dương đậm. Xanh dương đậm rồi. Đậm. Xanh dương nhạt. Xanh dương nhạt rồi. Xanh lá. Xanh lá rồi, cuối cùng là màu cam. Nè. Trời ơi, sao mọi người phân tích hay quá vậy? Mình chơi mình không biết gì luôn á. Dạ bây giờ chúng ta đã có được. Cái vô đây chơi không à. Chúng ta đã có được thêm một cây cung với lại là một cái kéo nữa. Dạ bây giờ mình làm gì mọi người? Từ để đảo này đúng không? Không, mình đảo này nè. Xuống dưới đập cửa. Ủa vậy hả? Phải không? Nãy dưới có cái cửa sắt hay sao á. Ôi nhưng mà chỗ này nữa. Chỗ này phải không vậy mọi người? Mọi người nhớ đúng không vậy? Đúng không, cái hộp phải lên lại từ đầu. Ê, cửa mở rồi, đây. Trời ơi. Ủa? Dễ dàng. Ủa vậy là mình quên rồi hả? Nani? Ủa? Ôi không, nó quên đâu, mà đâu quên, có quên được đâu. Ủa, nó quên được. Ủa sao kìa, nó bẫy mình kìa mọi người, nó bẫy mình. Ồ, nó bẫy mình rồi. Đây nè. Trời ơi, thì ra nó giấu một cái cửa bí mật ở bên đây bạn ơi. Thiệt sự luôn á. Ủa rồi, giờ đi đâu nữa? Oh my god. Qua đây nè mọi người, qua đây nè, chúng ta bị dịch chuyển qua một cái chỗ khác nè. Trời ơi, tôi cứ tưởng là bọn mình đã thoát được rồi các bạn ơi. Ai về đâu không phải nha, nó lừa bọn mình các bạn ơi. Ai thiệt luôn á. Ok, tiếp, bên này là có một cái nút nè. Bấm vô cái nút này. Ê, cái gì vậy? Ủa cái nút này bấm vô để làm gì vậy? Ê, nó vừa thay đổi. À, vậy là cái này là
Cái này là phải chế bắt cua rồi, cái này phải người nào bắt cua giỏi mới được nè, thì còn ai bắt cua giỏi hơn nữa. Trời ơi. Nhờ thì đâu thôi chứ còn ai nữa. Nhưng mà quen đã, người bắt cua giỏi nhưng mà cũng phải ấn cái nút này canh thời gian cho nó chuẩn nha. Không phải canh, một người đừng ấn cho cái người bắt cua đó, một người đừng ấn á. Thì đúng nhưng mà phải canh, thì phải canh mới nhảy lên được mà. Phải nhớ, từ cho anh chơi nhảy được. Giờ sao mới nhảy được? Nhảy được, khó nha, cái này mình phải nhớ. Không phải nhớ, là bấm theo lần nữa đó, theo thứ tự đó. Thì biết là bấm theo thứ tự nhưng mà ý là phải nhớ coi là bắt cua ở chỗ nào. Cái bà này thiệt thích thể hiện quá. Cá mui, cá mui nói giống như là ai giờ coi chỗ này có gì bắt cua lên không? Không có cầu thang. Bên này thì sao? Xong rồi. Giờ tới Sigo mà cũng đang gọi là. Ai làm gì đây? Còn bên này thì sao? Là cái gì? Đây. Đang nhảy. Nhảy được không? Nhảy được. Đâu vậy thử coi. Nhảy nè. Nhảy coi. Đâu đi mua thử nhảy đi mua. Trời ơi, ca mui thông minh vậy ta, nhảy lên cái cửa sao nhảy lên đây. Trời ơi, mui thông minh đó. Được. Có gì đâu đem lên coi. Cái sắt này nè. Đem lên coi. Đâu, cái nào đâu? Nhà sao lên không kìa ông nói, cái đó lấy luôn. Cái này dùng để làm gì? Ai biết. Ok thôi. Bây giờ nè. Anh biết là Phong ơi. Nè, tới đây nè. Hả? Để đây hả? À, ok, thì ra là vậy. Hợp lý rồi. Bây giờ rô phải nhìn để rô nhớ nè, nhảy qua đây nè, rồi sau đó là tiếp theo nhảy qua đâu rô phải nhìn nha. Ủa? Phải lên kia thiếu đồ không ơi, hiện như lắp thêm á, kim màu xanh không lắp thêm phải đâu. Cái này hình như là mình đứng vào cái block gì ta, kim cương á là được á. Đứng lại cái block kim cương cuối cùng nè. Bây giờ đứng ở cục sắt là sao nữa? Rồi làm sao đứng lên kia kìa chị, cái khó này đây gắt nè. Rồi chuyên gia âm đặc phân tích nè. Xong rồi sao? Còn thanh sắt nào nữa không? Thiếu thanh sắt nữa. Đập cái thanh sắt lại đi. Đập được đâu? Mất thanh sắt mà nói. À không, đập. Ủa, này ai có cúp đó? Đập bằng cái này được, đập bằng cái này được. Nè. Rồi đem cho chị, Ồ. Ghê. Thông minh dữ ta, trời. Ok, bạn ơi, tôi không ngờ là cả mui lại thông minh được đến vậy luôn các bạn. Rồi ok, em bấm nút tiếp nha mui. Rồi mui chuẩn bị nha, em bấm nút nè. Tiếp. Ok. Ồ. Rồi, đi tiếp nè, đừng có bấm nha. Ok, coi mui, nhảy. Nhảy qua nhanh lên. Rồi đúng rồi, tiếp. Rồi. Tiếp. Okay. Hay quá. Ủa sao đôi nó được vậy? Anh bị té lên. Trời ơi, có vậy mà không té nữa thì cùng. Trời ơi. Đẹp không? Thôi để em cho cả mui báo quá. Ok đây nè, mấy bạn coi nè. Cá mui vậy mà cũng té nữa đây à. Mọi người giữ cái kéo đây, tôi quăng cho mọi người cái kéo nè, mọi người giữ cái kéo nha. Ok. Rồi tôi lên nè. Rồi đưa cái cục sắt cho tôi. Rồi ok, tôi lấy được rồi. Ok. Hây. Nhảy qua đây. Rồi, ok. Rồi bấm nút đi. Bấm đi. Đó. Ôi. Rồi báo tới. Trời ơi. Trời ơi. Bấm một lần thôi. Trời ơi. Bấm một lần thôi mà. Rồi ơi, đập cái ra. Đánh bấm nha. Rồi ok lên nè, bấm đi. Rồi tiếp, bây giờ là qua bên đây, sau đó là nhảy qua đây. Rồi nhảy qua đây. Nhảy lên đây và sau đó là nhảy xuống dưới đây. Ok rồi, tiếp. Mê quá. Bây giờ đi qua đây đúng không? Rồi đi qua đây. Rồi ok tiếp. Đây nè. Bây giờ sao nữa? Nhảy qua cái gì hả? Ê đừng bậy bà xong đi nha. Bên trong đây nó có một quả TNT, vậy em lấy được rồi nè. Hình như là mình đặt quả TNT vô đây. Ok, tìm được đường rồi. Trời ơi, thiệt khổ ghê luôn á, từ nãy giờ mới qua được mày tiếp theo. Ủa? Cái gì vậy? Ủa? Cái này cái mê cung mà. Hình như đi vòng ngược lại. Ê, chỗ khác nè. Sao đi vòng tròn thế rồi? Ủa? Sao mình đi vòng tròn á, mày dịch chuyển cái chỗ khác rồi vậy? Cái này ảo thiệt chứ. Ảo thiệt sự luôn. Trời ơi, nhà tù màu xanh này ảo ma quá. Trời, mấy bạn không biết đâu, nếu mà cái nhà tù này màu xanh như thế này á thì chúng ta có thể ghép cho nó thành một cái phong cảnh khác, ví dụ như là bãi biển nè, đó, địa ngục nè, đó, hoặc là mình có thể ghép trên bầu trời đó. Trời ơi, đúng là nhà tù ảo ma các bạn à. Đấy, ok rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp nè. Ủa, giờ sao mọi người? Lên đây bắt cua, lên hả? Leo đây nè, sao nhảy qua đây nè. Rồi nhảy qua bên đây. Ok, nhảy qua đây. Ok rồi.
Đúng là không không có gì khó, chỉ cần chúng ta có anh em thì chúng ta có thể gọi là suy nghĩ cùng nhau, chứ này mà chơi một người chắc gọi là nát óc luôn á mấy bạn ạ. Ok, nhảy qua đây. Tôi là tôi không cần suy nghĩ hết á, mình là mình không cần suy nghĩ á. Sao mà tôi té hoài ta? Người khác suy nghĩ đúng không? Kairon, có anh em thì có anh em, mà chúng ta vẫn cần kỹ năng nha không? Kairon từ nãy giờ á, Kairon, Kairon chưa chưa suy nghĩ gì hết. Ủa cái cục này giả hả? Cái này mình không biết gì luôn á. Cái này giả, cái này giả. Trời ơi, thiệt luôn á. Khó nha, khó nha. Rồi qua đây mọi người, qua đây, qua đây. Cái cục trước mặt là giả hay sao? Cục đó giả. Giả sao rồi? Nhắc chậm quá. Nhảy xuống cái đó giả. Nhắc rồi đó, người ta nhắc. Người ta nhắc rồi á, mà sao không nghe con? Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi biết đâu. Ok rồi, lên mọi người lên. Ủa, đi mọi người lên đi. Ủa này sao lên rồi vậy? Nhảy qua hàng nhậu bên đây sao luôn, sao mà nhảy vào trước mặt sao mà lên. Trời ơi, không nghĩ tới luôn á trời. Rồi sao nữa? Rồi. Rồi sao nữa? Trên yes. Nó có đường đi không? Trên nó có đường đi không? Có. Không biết, từ bình tĩnh nó còn đi đường nào đây nè. Ê, mình phải suy nghĩ nè. Ok, nhảy lên đây nè, sau đó là nhảy xuống hàng rào dưới đây, rồi sau đó là nhảy lên hàng rào trên đây và lên đây. Ok. Lên đây rồi sao? Ôi, ai giữ cái hàng rào? À đây cái hàng rào, cái hàng rào. Mà bạn ơi, đây để mình xin ra nha. Từ từ, bạn mới xin ra. Bạn mới tránh ra mới đúng, bạn tránh ra, mình tránh đây để tôi lấy lại cái hàng rào à. Thiệt cái đó nhảy tưng tưng xong mất tiêu cái hàng rào luôn bạn ơi. Đặt lên đây nè, sau đó leo lên đây. Ô! Qua! Tôi quay mọi người qua đi. Quá rồi. Rồi ok bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã vượt qua được màn bên đây nè. Cái gì đâu? Sao đâu đẩy sao xuống vậy? Anh ấy Sam không dám nhảy nên anh đã giúp Sam. Trời ơi, hình như chỗ này là mình phải nhảy xuống dưới, sau đó mình canh làm sao để mình rơi vô nước. Yes, tôi xuống được rồi. Yes. Oh my god. Còn lại à. Cao mua tinh hại ơi. Kairon nhảy xuống nãy giờ không được à. Ok rồi, cây xuống rồi. Ủa rồi, rồi mình đi đâu nữa mọi người? Ê, là có cái kéo kìa, có nè, nhưng mà mình cắt cái nào? Cái này hả? Cắt đi. Nó có dò mình không nhờ, nó có dò mình cắt lại đi. Ok, mình đi quay thử coi. Ủa? Không có gì bên đây hết. Sai. Vậy là mình phải chọn. Đúng rồi. Ủa? Bên này hả? Trời ơi. Đúng rồi, mà sao kì? Ủa? Chọn đúng đường, đúng luôn. Ủa sao sao vậy? Sao tôi bị kẹt ở dưới đây rồi? Ok rồi, tôi lên rồi. Đây. Ủa là mua đâu? Ủa, mua ai đặt đây? Ai đặt đó? Rồi ok. Cái gương không ơi. Cái gương nè. Cái gương gì? Hả? Nè. Gương. À, cái này là cái gương. Ủa. Ôi, tôi hiểu rồi, hình như là mình phải làm cái gì đó giống như cái gương bên kia. Từ, tôi xem coi. Bên đây có cái nút nè, mua tránh ra coi Mui. Bấm vào cái nút này, reset nè. Lúc này để reset này trong gương có gì. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để cho hai bên giống hệt nhau là đây ai có thành đây sắp đặt đây cái bên này. Sắp đặt đây. Không ơi. Đâu? Đập cục này. Đập cái cục này à? Cái gì đấy? Ê, ủa sao đập luôn cái cục đó đỡ vậy? Thì anh kêu em đập cái cục này. Không, anh kêu đập cái cục sao? Rồi xong luôn, thôi mình reset lại đi, reset luôn đi. Ok rồi, để cái này ở đây. Rồi đập cái cửa sập hả? Không, đập cái đặt ngược lại, tại vì cửa sập bị ngược hướng rồi. Ok, đập nó. Rồi sao nữa? Rồi đặt ngược lại. Có lụm được đâu mà đặt ông nội. Ủa, nó đặt ngược hướng kìa. Đó là ngược lại, thì nó ngược. Không sao đâu. Không có lấy được. Đập cục đá lên kia sao kìa. Khoan, từ từ, mọi người đợi xíu nè. Bên đây là nó có một cái cần gạt nè, còn bên này là cái cửa nè. Hình như là mình phải kiếm cái cần gạt á mọi người. Nhìn xung quanh đây coi có cần gạt không. Ok, kiếm rồi. Được hả? Bàn chế tạo đi. Nói chung là bây giờ mình nhìn thấy cái gì mình thay cứ đặt đi đã. Xong rồi mình đây, tôi thấy rồi. Ở trên kia nó có một cái rương, hình như là mình phải bắt cua lên trên đó. Hey. Trời ơi, khó vậy. Ủa rồi, nhảy lên đây đi sao nữa? Ông đập mấy cái xe đi. Lấy cái búa đập. À, hiểu rồi, lấy cái búa đập đi. Ok. Ủa rồi. Đập cái cục redstone đi, Phong ơi. Yes, em lấy được cần gạt, em lấy được cần gạt rồi. Yes. Đập cái này đi, sau đó bỏ cần gạt vô và gạt xuống. Phong ơi, còn hàng rào phía đằng trên kia không treo được nè. Sai rồi Phong ơi, đừng đập hết chứ không đập. Ủa vậy là vậy tôi làm sai hả? Đúng rồi. Thôi thôi làm lại. Vậy làm lại được. Đập vừa thôi, đập hết chị. Đập bốn góc thôi, còn lại để cái giữa nha. Rồi, bây giờ nè, bây giờ cái ai giữa hàng rào sắt không? Có. Rồi, hàng rào sắt ở giữa nè. Rồi, tiếp theo nữa là ok, rồi tôi hiểu rồi. Bàn chế tạo này. Rồi, tôi lên đây nè. Đó, lên trên đây. Vậy là mình từng bước thôi. Mình phải làm sao cho bên kia, bên đây nó giống bên kia là được đúng không? Ok. Đúng rồi.
đúng rồi. Đó, tôi sẽ đập cái này, đập cái này, rồi đập cái này, đập cái này, rồi ok. Đúng không? Rồi bây giờ tôi bấm vô cái rương này, tôi lấy cần gạt nè, xong tôi xuống dưới đây. Bên đây thì chúng ta phải đập cái cửa này đi. Ủa? Gì mà anh xin lỗi. Má thương. Xin lỗi, tôi lỡ tay tôi đập mạnh quá nó bể luôn rồi. Trời ơi, cô muốn làm lại lần nữa nè. Trời ơi, trời thiệt, tôi báo hủ. Đây là phải là tay khéo luôn đó. Tại cái búa này nó mạnh quá, nó đụng nhẹ cái thôi nó bể hết luôn rồi. Thôi, ghê thiệt. Ok này, đập nè, đập nè. Đập nè, thôi lại. Đây đây. Bấm vô cái trường rồi cái lấy. Rồi ok, giờ nhẹ nhàng nè, nhẹ nhàng nè. Canh nhẹ nhàng nè. Hây. Hay. Gạt xuống rồi. Đá không? Cục đá nữa nè. Hả? Đập cái cục đá này hả? Ok, đập cục đá này đi. Rồi thêm cái bàn chế tạo đây nữa nè. Cái bàn chế tạo. Đập cái bàn chế tạo này luôn. Ờ, bàn chế tạo này dùng kéo cắt đi. Ok, đó. Rồi. Rồi. Còn thêm nữa, cái cục đá ở đằng trong này nè, với cái dưới giường á, nó chỉ có một cục thôi, nhìn lại đi. À, ok, vậy đập cục đá này đi đúng không? Rồi, ok. Rồi. Rồi. Cái bình bông. Bình bông sao cái bình bông? Đập bình bông đi. À, đập bình bông đi luôn đúng không? Đập luôn. Rồi sao nữa? Còn gì chúng ta? Còn gì mà nó sai không? À, cầu hang đi. Đập cái cầu hang đi luôn. Trời ơi, nhìn nó giống nhau mà nó nhiều chi tiết khác nhau ghê luôn á. Ủa, nó còn cái gì giống nhau nữa đâu trời. Ơ, nó còn cái gì khác nhau đâu. Còn cái này nè. Nhưng mà cái này lấy bằng cách nào nè? Lấy cái kéo hả? Không đúng. Tay lấy được không? Không. Rồi nhìn kỹ lại lần nữa, chứ thì khác nào, coi còn cái nào nữa. Rồi, biết cái nào sai luôn rồi, cái tấm thảm, trời ơi, cái tấm thảm này mình phải đập cái này đi, ok, đập nhìn đi, ra, nhìn không ra luôn á. Rồi, đúng rồi nè. Cái cửa, qua. Ồ, rồi, ok, bây giờ mình phải đi đâu đây? Cửa mở nè mọi người, mình sắp thoát rồi mọi người ơi. Nhưng mà mình phải có một cái chìa khóa thì mình mới qua được. Em mà khoan từ, đồ tránh ra. Ui, em dùng cái kéo em đập không được. Sao vậy? Khôn lắm. Nó tính rồi, tôi tính dùng cái kéo để tôi đập đó. Từ kiếm trong mấy cái rương coi. Mấy cái rương tôi kiếm được một viên gạch nè. Ờ, còn gì đâu? Trong rương này có nè. Ôi, bên này, bên ngoài cũng có một cái rương. Cái gì vậy? Trong cái rương này cũng có viên gạch luôn. Bên ngoài này có không? Cái ai tránh. Từ. Bên ngoài này, không có. Có khi nào chúng ta có thể nói chuyện được với anh nhân làng này không? Lấy trong cái kéo này không? Ok, từ hình như là mình phải giải cứu anh dân làng. Đây, mọi người tránh ra. Để tôi đập cái này ra. Rồi, cứu anh dân làng nè. Hello, anh dân làng. Đổi 6 cục gạch để được một cái cần gạt. Soka. Tôi tìm được 2 cục nè. Còn cái dưới đây nè. Ok, hay, một cái dưới đây. Rồi, 3 cục. Rồi, Sam nữa nè, là 4 cục nè. Còn không, anh em còn không, anh em kiếm đi. Còn một cái dưới đây nè, Phong ơi, còn một cái dưới đây nè. Đây, để em leo lên, Ok, nhảy lên đây. Đây không có, nó lừa. Ủa, không có hả? Cho đây lừa. Ờ, vậy ở đâu ta? Mọi người kiếm mấy cái rồi, Mà được 4 cái rồi, thiếu 2 cái nữa. Từ trong đây có được không? Đập mấy cái thảm có được không? Nhiều khi bên dưới cái thảm này á mọi người. Dùng kéo. Kéo đi, lấy cái thử đi. Không được. Không được. Sau lưng. À, thấy rồi. Sau lưng nào? Đây nè. Ở đâu, để em lên coi. Nè, một cục gạch nè. Đâu, có 2 chiều mà, 2 chiều. Bước xuống. Rồi, 5 cục rồi nè, một cục cuối cùng nữa. Cục nào nữa ta? Đúng rồi. Ôi, giấu, nghĩ vô từ. Giấu ở đâu vậy ta? Từ, bên dưới mấy ghế này có không? Nhìn ở bên dưới mấy cái ghế nè bạn, hay giấu bên dưới mấy ghế lắm nha. Em Phong ơi, sao cái bức tranh này có gì không Phong? Nghi ngờ quá. Trời, đúng thiệt luôn nè, 6 bức tranh này có nè. Trời ơi. Tôi nghi rồi. Bấm vô nè, rồi, đổi ra cần gạt và chúng ta cùng nhau. Thoát ra ngoài nào. Trời ơi, nó lừa. Mọi người ơi, sao mà mình vừa ra mình bị nhốt vô lại thôi. Ủa, cái nhốt vô lại rồi. Phong ơi, đây có gì nè Phong ơi. Hình như là bỏ cái kiếm kim cương vô hả? Không, cái này là diamond block. Diamond block. Ủa, cái này mình block vô trong đây. Còn bên đây sẽ là 5 khối vàng. 5 khối vàng, rồi ok, bỏ 5 khối vàng vô nè. Còn cái kim cương đâu? Giúp bây giờ. Ô, đây, mọi người tránh nè, tôi có kiếm đây, tôi tiêu diệt đó. Mày, ôi, con này mạnh quá mọi người ơi, nó quýnh tôi gần hết máu mọi người ơi. Ây da. Nó mạnh quá mấy bạn ơi. Đánh nó. Để tôi. Grid dam. Ôi. Ôi, trời, nó chạy nhanh quá. Ê, tôi quýnh gần chết nó lại. Nào, nó cắn tôi. Yeah.
Thôi được rồi, được rồi, ok. Một cái kim cương. Yeah. Yeah. Trời ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng thoát được ra ngoài bạn ơi. Trời ơi, mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá trời. Ok bạn ơi, và cuối cùng thì bọn mình cũng đã giải mã được cái nhà tù màu xanh lá cây rồi. Thì các bạn thấy cái nhà tù này có khó hay không thì các bạn hãy nhớ bình luận xuống cho mình biết nha. Và mấy bạn muốn mình sẽ vượt ngục nhà tù màu gì tiếp theo hãy comment xuống cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký hoặc cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.